Chào các bạn đã quay lại với chuỗi bài giảng về Redux của CodeX. Thì trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta làm cái phần authentication mà sử dụng Redux trong React. Thì ở đây mình có làm một cái API, mình có viết một cái web server, API server nằm ở trên Glitch. Thì ở đây chúng ta thấy là cái phần giao diện này mình sử dụng Swagger nên là nó mô tả, tức là đây là documentation cho API của mình. Các bạn thấy là gì? Nó nằm ở trên cái đường dẫn này. Và khi mà chúng ta fetch, get thử to do đúng không? Và nó try it out đây. Authorize chưa có gì này. Và chúng ta chưa login. Thì lúc này chúng ta execute thì các bạn sẽ thấy là nó trả về cho mình hai cái item. Và trong hai cái item này nó không có user ID. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta login sử dụng cái tài khoản ABC example password 12313 thì chúng ta sẽ nhận về được một cái JWT, JSON Web Token, đúng không? Và chúng ta dùng token này để authorize nó ở đây. Thì ở các lần tải tiếp theo, nó sẽ được tự động gửi lên trên server. Đây, nó gửi thêm cái header là authorize JSON kèm theo cái token đằng sau. Đó, thì lúc này server chỉ trả về cho mình những cái item nào của cái user đang login. User đang login nó thể hiện qua cái JSON Web Token này, được chưa? Và user ID nó được gắn vào bên trong này mà, được chưa? Để xem code của cái bài này như nào thì các bạn có thể tham khảo cái link mình sẽ link kèm sau. Rồi thì mục đích của chúng ta ở trong cái bài này đấy là khi mà người dùng chưa login thì mình sẽ hiển thị ra form login, và khi login rồi thì mình sẽ hiển thị ra cái thằng todo app này. Và khi mà cái todo app hiển thị ra thì nó sẽ chỉ có display những cái todo nào mà thuộc cái user đấy thôi. Được chưa? Thì trước tiên là mình sẽ sửa lại cái code một chút, xóa những cái không dùng đi này. Mấy cái gạch chân là đã không dùng. Được chưa? Đó. Thì để làm được cái form login thì trước tiên mình phải viết cái component login cái đã. Rồi thì đây là cái form login, nó nhận vào một cái tham số đầu vào, đấy là một cái hàm login. Thì hàm này sẽ dispatch cái action nhá. Thì đây chúng ta sẽ viết cái phần thằng Redux thì chúng ta có thể map được cái method login này vào. Rồi. Giờ chúng ta quay sang viết tiếp bên Redux.
Rồi thì Redux mình đã viết xong. Bây giờ mình sẽ chuyển sang viết container để có thể chúng ta map được cái login này sang cái component này. Rồi, mình đã map xong cái login này vào component login, cái method login vào component login. Bây giờ chúng ta thử dùng cái component login này ở bên trong cái file index của chúng ta xem như nào nhé. Thử trong file app này luôn đi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng test xem là nó có làm cái việc login đúng như chúng ta mong muốn không nhỉ? Rồi, các bạn thấy form login nó hiển thị ở trên cùng đây rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta thử login xem là cái Redux nó hoạt động như nào. Ồ, các bạn thấy là gì? Form nó gửi đi. Tại vì sao? Mình chưa có prevent default ở đây. Chỗ này chúng ta phải làm gì? Có thể khai báo riêng một cái function đấy cũng được. Rồi các bạn thấy đây là chúng ta đã có auth login success và cái state lúc này của chúng ta có chứa cái gì nhỉ? Là xem cái state mới là có gì nhá. À ở đây mình chưa có gì link cái thằng mình chưa có sử dụng đến cái reducer của thằng auth trong store thì bây giờ chúng ta cùng kết nối nó vào. Rồi các bạn thấy là gì? State lúc này nó đã chứa token rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái việc là khi mà state có chứa token rồi thì chúng ta sẽ ẩn cái form này đi và hiển thị gì? Hiển thị cái phần to do ra. Còn bình thường thì nó sẽ hiện ẩn cái thằng to do này ra. Ngược lại đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta cùng làm. Thì để mà biết được cái token để mà làm sao map được cái token vào trong cái app này thì chúng ta phải export, tức là gì, chúng ta phải tạo ra một container mà nó có thể inject một cái biến gì token vào đây hoặc là biến auth cũng được nhá. Mình sẽ check xem là nếu mà có auth token rồi thì mình sẽ là chỉ hiển thị ra cái to do app thôi mà không hiển thị login. Để map vào thì chúng ta sẽ phải tạo ra một container riêng cho app đúng không? Và chúng ta sẽ move cái app này vào trong component.
Rồi, trong đây thì chúng ta cùng import tương tự. Và sau đó thì trong file index này chúng ta phải import container thay vì là gì? Cái component app này. Trong app lúc này chúng ta không còn link đến cái biến style này nữa thì chúng ta có thể bỏ đi cũng được. Hoặc là gì? Chúng ta import chầm chầm chéo đi để giữ nguyên cái style cho nó vậy. Rồi, mình sửa lại đường dẫn một chút cho nó có thể hoạt động được. Thì các bạn đây thấy chúng ta có biến out rồi, chúng ta hoàn toàn có thể gì? Cho ẩn hiện login tùy vào cái trạng thái của cái token bên trong. Nếu không có out token thì hiển thị login. Còn nếu có out token thì hiển thị to do app. Rồi bây giờ chúng ta cùng test xem nào. Thì các bạn thấy là gì? Cái form login mà không có to do app. Sau khi chúng ta login thử thì lúc này to do app hiện ra. Vậy là chúng ta đã làm xong cái phần authentication. Tuy nhiên là gì? Khi chúng ta reload cái app này lại thì các bạn thấy thế nào? Cái trạng thái login nó không được lưu lưu trữ trên trình duyệt. Thì làm như thế nào thì ở bài sau chúng ta sẽ học. Ok. Rồi. Chào các bạn.